Trong vòng một tuần, tỉnh Khánh Hòa hứng chịu hai trận sạt lở do mưa bão khiến nhiều căn nhà tan hoang, đường xá hư hỏng. Ước tính sơ bộ địa phương này bị thiệt hại gần 400 tỷ đồng. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, sau hai trận sạt lở có khoảng 200 căn nhà hư hỏng, trong đó 115 căn sập hoàn toàn, 1.000 hecta lúa bị ngập úng, hơn 200 hecta hoa màu cùng 10 hecta cây ăn quả bị lũ nhấn chìm, hư hại. Gần 10.000 gia súc chết, các trường học ngập do mưa lũ gây hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy và đồ dùng học tập. Nhiều công trình thủy lợi bị sạt lở, hơn 1.400 mét khối đất đá gia cố sàn tràn xả lũ hồ chứa nước Đồng Bò, xã Phước Đồng bị cuốn trôi. Hồ chứa ở Cam Ranh có gần 8.400 mét khối kênh mương được nội đồng hư hỏng. Ngoài ra, 300 hộ dân ở trên đảo Bình Lập, xã Cam Lập, Cam Ranh vẫn đang bị cô lập do nước lũ cuốn sập cầu. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra cho tỉnh Khánh Hòa đến thời điểm này là gần 400 tỷ đồng. Hiện nay địa phương đang từng bước khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.